Và ngay bây giờ đây, công ty cassette Việt Tiệp sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách sử dụng chi tiết nhất của chiếc cassette nhập khẩu thông minh này, có rất là nhiều tính năng hay và khác biệt nhất trên thị trường hiện nay mà không phải chiếc cassette nào cũng có được. Thứ nhất, đó là tính năng mở cái cassette này ra bằng vân tay. Thì khi mà chúng ta mới mua chiếc cassette này về, để mở được cái cassette này ra thì chúng ta chỉ việc chạm vân tay vào đây. Ngay lập tức, cánh cửa sẽ tự động mở ra. Và để chúng ta có thể cài đặt được vân tay thì chúng ta chỉ việc là quay ra phía sau cái phần cánh cửa. Và ở chỗ này sẽ có một cái nút màu xanh, chúng ta chỉ việc ấn vào cái nút màu xanh này một chạm, sau đó chúng ta quay ra phía sau, quay ra phía mặt điện mặt vân tay, chúng ta đặt vân tay mà chúng ta muốn cài vào. Chúng ta đặt thả vào trong lại nhả nhấc ra tầm khoảng 4 lần. Và khi nó phát ra cái nút màu xanh sáng lên một cái, vậy là chúng ta đã có thể cài đặt được một vân tay thành công. Và tương tự như vậy, nếu như chúng ta muốn cài đặt thêm vân tay, chúng ta chỉ việc ấn tiếp vào cái nút màu xanh này tiếp lần thứ hai. Và chúng ta đặt tiếp vân tay của ngón khác mà chúng ta cần cài vào. Ví dụ như mình cài ngón cái này, mình cũng nhấp 4 lần. 1, 2, 3, 4. Và máy bắt báo hiệu lên phím màu xanh, vậy là chúng ta đã cài đặt được vân tay thành công. Và tiếp theo nữa là chúng ta cài đặt điện tử. Thì vẫn tương tự như vậy, rất là dễ thôi. Chúng ta lại ấn vào nút màu xanh tiếp. Chúng ta thấy cái bảng điện tử ở đây sáng lên. Chúng ta chỉ việc nhập cái mật khẩu mà chúng ta cần sử dụng vào. Ví dụ mình muốn cài là số 1, 3, 5, 2, 4, 6. Thì mình nhập luôn cái số mà mình cần đổi vào. Sau đó mình kích thước bằng nút thăng để hoàn thành. Sau đó mình lại ấn tiếp cái số đấy một lần nữa. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Kích thước bằng nút thăng tiếp. Vậy là mình đã có thể cài đặt được cả vân tay với cả điện tử của chiếc cassette này thành công. Và bây giờ mình sẽ thử lại luôn. Mình đóng cánh cửa lại. Thứ nhất, mình sẽ mở cái cassette này ra bằng cách là cài vân tay. Thì ví dụ như ngón út này là mình chưa từng cài bao giờ. Thì ngay lập tức nó sẽ báo lên cái màu đỏ phát ra tín hiệu là chưa cài đặt được thành công. Và nếu như mình đặt đúng cái vân tay mà mình đã từng cài đặt vào, thì ngay lập tức thôi, chỉ trong vòng chưa đến 1 giây là chúng ta đã có thể mở được ra ngay rồi. Và mình đóng lại như này. Tiếp theo nữa là mình có thể mở ra bằng điện tử. Chúng ta chỉ việc chạm vào màn hình cảm ứng, nhập cái mật khẩu mà chúng ta vừa mới cài đặt vào, sẽ mở được chiếc cassette này ra luôn, rất là dễ và thuận tiện. Và hơn nữa, đi kèm theo sản phẩm thì còn có kèm thêm cả cái hộp tiếp pin này. Hộp tiếp pin này thì chúng ta lưu ý, chúng ta nên để ở bên ngoài của chiếc cassette để phòng khi lúc đang sử dụng, nếu như mà cassette có bị hết pin thì chúng ta chỉ việc mua một viên pin các bạn lắp vào bên trong này, và sau đó chúng ta cắm vào cái phần bảng vân tay điện tử này, thì cái pin này sẽ tiếp pin cho cái bảng khóa này và chúng ta sẽ mở được cái cassette này ra như bình thường. Và khi mà chúng ta mở được ra rồi, chúng ta lại rút cái rắc này ra và chúng ta lại lấy pin từ bên trong chiếc hộp này, chúng ta lắp vào bên trong của cái phần phía sau cánh cửa ở đây. Đây chính là cái chỗ lắp pin. Và pin của chiếc cassette này thì rất là dễ mua, bởi vì là đây là pin 2A, chúng ta có thể mua ở các cửa hàng tạp hóa thông dụng ở đâu cũng bán hết. Và thời lượng hết pin của chiếc cassette này thì cũng rất là lâu, rơi vào khoảng thời gian là từ 10 tháng cho đến 1 năm thì chúng ta mới phải thay pin một lần. Và ngoài cái tính năng là được sử dụng cái khóa là vừa vân tay vừa điện tử ra, thì chiếc cassette này sẽ còn có thêm cả tính năng rất là thông minh, đó là tính năng kết nối về điện thoại. Thì ở trong cái video thứ hai ở dưới cái phần mô tả này, mình có để cái cách cài đặt chiếc cassette này kết nối với điện thoại, thì chúng ta có thể kích vào cái phần mô tả ở bên dưới để nhận được thêm cái phần tính năng cài đặt qua điện thoại của chiếc cassette này các bạn ạ.